Mua ạc nạp game giá rẻ nhất tại shoptng.vn, shop dịch vụ của Tràm Game. Xin chào tất cả anh em và gửi đến cho anh em một vị tướng Voka. Anh em đã thấy bộ thức lễ hại chưa? Vị tướng này có hai trạng thái, khi kích hoạt chữ cuối và chuyển sang dạng vị trí. Còn không, chúng ta đi bộ. Chất lừ anh em ạ, chất lừ luôn. Mister nhanh ở đây. Quá ngầu anh em ạ. Đúng là nhà lãnh đạo của vực hồn mang ở khác. Và quét tìm hiểu về Voka nhé anh em ơi. Anh em có thể đọc là Voka hay là Voka tùy anh em, nhưng ethic là Voka nhé. Cùng xem Voka chúng ta có gì nào. Theo cốt truyện thì đây là lãnh đạo của vực hồn mang nhá. Và Malok là phó. Thì vị tướng này được giải thoát ư? Chính xác, vị tướng này bây giờ là nhà lãnh đạo của vực hồn mang, chứ không còn là anh chàng Malok chúng ta. Cùng xem nội tại của Voka có gì nào. Một đòn, hai đòn, ba, bốn, giáp ạ. Vâng, giáp ảo. Hai, ba, giáp ảo và gây sát thương. Đấu khí đúng là một cái phù hiệu sinh ra để cho Voka. Đó chỉ là đòn đánh thường thôi anh em ơi. Vậy chúng ta cùng xem các chiêu thức của Voka ra sao nhé. Đầu tiên là chiêu 1 nào. Khá giống Edgeit, tức là chỉ chém ra xung quanh mà thôi. Chém ra xung quanh và một khắc ấn lên mục tiêu. Nếu bạn chơi qua Malok thì hẳn biết được khắc ấn của anh chàng này rồi đúng không nào? Cùng xem chiêu 2. Khắc ấn á. Một cái vòng. Kích hoạt lần 2 lập tức tấn công. Chiêu 1. Chiêu 2. Tấn công lần 2 và khắc dấu ấn 3. Rất hay anh em ơi. Ucha, tính như là tăng tốc độ đánh hay sao anh em ạ. Vâng, và đây là chiếc cuối, chúng ta chuyển sang trạng thái là phi ngựa nha anh em ơi. Tức là trong cái trạng thái này anh em phải di chuyển liên tục. Nó gần như giống như cái showman ở trong trạng thái siêu năng lực đó anh em. Chúng ta phải di chuyển liên tục chứ không có dừng lại được. Muốn dừng hoặc là kích hoạt sớm, Voka chúng ta nhảy lên và dậm xuống, đẩy lùi mọi cái địch xung quanh. Khá giống chiêu cuối của Malok, đúng là sư phụ của Malok có khác. Chém này, vừa đi vừa chém giống như là vị tướng Kafeni nha anh em ơi. Và sau khi thời gian dậm xuống, chiêu 2 kích hoạt này, thời gian khá là lâu cái chiêu 2 này. Chiêu 2 mà để chơi bán đuổi thì rất là khó để chạy thoát được. Ví dụ như là như này nha, tiếp cận hoặc là đang chém của chiêu 2, không dùng vội. Hay là các bạn thể kích hoạt sớm chiêu cuối, tùy theo anh em. Tức là sau khi kích hoạt sớm chiêu cuối đấy, bạn được tăng tốc độ đánh, tăng tốc độ chạy. Wow, sự quá ấn tượng về Voka anh em ạ. Đây chắc chắn là vị tướng đấu chính siêu đường sắp tới sẽ được sử dụng rất nhiều. Tại vì anh em chưa quên là khi chúng ta sử dụng chiêu cuối này, theo em biết đấy ạ, thì không bị khống chế nha anh em ơi. Tức là dù bị chịu khống chế vẫn có thể chạy được. Có thể là chỉ gặp các Arum, Alistar hay là các vị tướng khả năng không chỉ cứng khác thì mới bị dừng lại mà thôi. Tăng tốc độ đánh, tốc độ chạy rất kinh tởm luôn. Hẳn đây là vị tướng semi-tanker. Rất tiếc là không có sát thương chuẩn giống như là Malok nhá. Chiêu 2 này. Ép lại nghĩ ra một chút ý tưởng. Tức là chúng ta chỉ cần ở từ xa bấm chiêu 2 vào và có thể chớp nhoáng cướp bùa bất kỳ khi nào. Không hề được giảm thương nha anh em. Tăng tốc độ chạy này. Anh em thử tưởng tượng đi,
vô khác chúng ta mà cầm cái tốc hành thì cứ gọi là ngựa phi bay bay nha anh em ơi. Ngầu thật đấy, rất ngầu luôn. Tăng tốc độ đánh, tốc độ chạy sau khi các bạn dậm xuống. Các bạn có thể dậm xuống nhanh hoặc là dậm chậm, tùy theo cách thức mà anh em đang ra tranh. Vừa đi vừa chạy à? Vừa chạy vừa chém luôn. Trời ơi, thực sự ra toàn các vị tướng ngầu như vậy thì liên quân làm sao mà tàn được mấy ông ơi. Mấy ông nào mà đi tin mấy cái lời đồn thất thiệt nào là liên quân các kiểu tàn thì nên bỏ suy nghĩ đi nhá. Cả đống trang phục, rất nhiều vị tướng chuẩn bị ra mắt như vậy thì tàn được mắt đúng không nào. Còn dài và rất là xa anh em ơi. Vậy là kể cả mục tiêu quái lính chúng ta đều có thể khắc ấn lên nha các bạn ơi. Em đang rất là chờ mong khi vị tướng này chính thức mở bán để em có thể mua và test ở trong máy chủ thử nghiệm cho anh em. Tại vì chúng ta chỉ đang thực nghiệm test và nhận xét sơ qua mà thôi, phải đánh thực chiến thì biết được. Tăng sát ảo khá nhiều anh em ạ. Tốc độ đánh còn ghê. Ui, ui trời ơi, hình như chém còn làm choáng đối thủ với anh em. Vừa rồi là mình có làm choáng cái thanh niên giết này một lần thì phải. Wow, rất là chờ mong việt hóa cái bộ thức. Tiện đây thì cũng cảm ơn bạn là King of Bot đã giúp cho mình có thể hoàn thành các clip này nhá. Anh em đừng quên vào kênh của King of Bot để đăng ký giúp bạn ấy sớm đạt 100.000 subscribe để nhận bạc nhá. Vocat thực sự quá hay ho anh em ơi. Vậy thì cùng ép tiếp tục test nhá. Chiêu 2 này khá hay ho nhưng mà nếu mà tung chiêu sai thì có vẻ hơi thời gian hồi chiêu ấy ạ. Thời gian hồi chiêu khá là lâu. Sát thương sốc khá ổn. À ha. Vậy là khi các bạn vận dụng chiêu cuối hoàn toàn có thể vận dụng thêm cả tốc biến. Tăng tốc độ chạy này. Tốc độ đánh rất nhiều. Nhìn này, chém ạ. Ui, vừa đi vừa chém rất phê anh em ơi. Nhất định đây là các cú chém lan cực kỳ chất lượng. Xem ra liên quân sắp tới các giao tranh lại trở nên vô cùng hỗn loạn hơn thêm. Chưa kể hiện tại của mỗi con zip thôi đã khiến cho anh em hoang mang rồi. Thì sau này nếu mà thêm các tướng như là Kira này mà ép làm trong kênh nhé, nếu bạn nào chưa xem có thể vào xem, hay là Vocat như vậy chẳng hạn. Đừng quên rằng chúng ta còn 3 vị tướng ép bị làm, anh em hãy chờ xem ở hôm nay trên kênh luôn nhé. Tức là đây chỉ là vị tướng thứ hai ép làm thôi, chúng ta còn 3 vị tướng. Chém này, ấn tượng cho anh em. 2, 3. À ha, tức là khi đối tượng bị khắc ấn nhá, có thể bị làm choáng nhá. Rất là hay. Vậy là vị tướng này chúng ta thể sơ sơ qua thấy được đây là vị tướng có hai khả năng khống chế. Đó là khắc ấn từ nội tại này. Đó là từ chiêu cuối. Có vẻ thú vị dần ở đây. Chúng ta đang dần dần lần mò ra được tất cả sức mạnh của vị tướng vô cắt. Chém này. Đấy nhá, ông nào không tin là dùng chiêu cuối không bị, tức là không bị ngắt quáng đấy ạ. Em sẽ test cho anh em xem. Đấy nhá, bật chiêu cuối lên. Dầm đi, đó. Dầm hoàn toàn không có tác dụng. Chúng ta chỉ là bị hất nhẹ thôi. Nhưng mà trong cái thời điểm đó hoàn toàn có thể chém và có thể di chuyển bình thường. Nhất định đây là vị tướng có thể càn lướt ra tranh tốt. Gần giống con Heclim ấy nhỉ. Thế thì so sánh vậy thôi, chứ anh em đừng có so sánh linh tinh làm gì cả. Mọi thứ game MOBA, chuyện một chút kiến thức giống nhau là hết sức bình thường. Nhà phát hành người ta làm công kiện, anh em cứ lo xa thế nào. Anh em mà gặp ông nào có thích so sánh ấy, cứ phang câu. Nhà phát hành người ta mấy triệu đô người ta trả kiện, tội gì bọn mình chơi free mà phải kiện đúng không nào. Hay là quan tâm, cứ chơi đi anh em ơi. Game là giải trí cơ mà. Và đừng tiếc gì một like, share clip này đến rất nhiều bạn khác để xem sức mạnh của Vocat nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều.
Đó là tất cả nhận xét của mình về bóng cát như sau. Đây chắc chắn là vị tướng sơ đường ổn này, khả năng càn quét ra tránh tốt và bắt mục tiêu khá ổn. Đặc biệt là khi vị tướng này solo tay đôi đấy mà ăn thua được ấy, thì rất là khó chạy thoát khi vị tướng này sử dụng chiêu hai để có thể bám đuổi theo. Và chiêu cuối ở hai trạng thái rất là hay, khi bạn kích hoạt không chỉ là khống chế này mà còn giúp các bạn có thể tăng một cái tốc độ đánh, một cái khả năng tốc chạy, tốc đánh, khả năng búp giáp ảo khi mà các bạn kích hoạt cái nội tại rất là hay. Thực sự đây là một tướng đáng chơi, đáng mong chờ nha anh em. Chơi game nhận thưởng với tổng giá trị lên đến 15 triệu đồng. Tha hồ để anh em nạp game và mua thẻ như là Garena, thẻ điện thoại. Tải ngay đi anh em ơi. S sẽ để link ở phần mô tả cho anh em nhé. Đây là một cơ hội vàng hiếm có cho anh em. Gần 100 thẻ game, thẻ điện thoại. Tham gia là trúng quà ngay anh em ơi. Nhớ tải ngay app OTA nhé. Event chỉ có đến ngày 28 tháng 7 thôi. Các bạn đừng bỏ qua. Để ủng hộ S, anh em đừng quên ấn nút đăng ký. Và đương nhiên rồi, chúng ta lựa chọn vào phần chuông và lựa chọn thông báo tất cả các video được kênh up lên. Các bạn sẽ là người nhận đầu tiên nhất. Và đừng quên ấn nút like nếu các bạn thấy hay và dislike nếu các bạn chưa thích video này. Và chia sẻ video này cho bạn bè ở trên Facebook, Google. Cảm ơn các bạn rất nhiều.